Xin chào đại gia đình. Chúc gia đình nhà mình một buổi thảo luận, một buổi giao lưu viên mãn, hạnh phúc và đại thành công. Buổi tối ngày hôm nay gia đình nhà mình thảo luận về cái chủ đề mà hàng ngày chúng ta luôn luôn chúng ta nhắc tới. Không ngày nào là chúng ta không nói về cái chủ đề này. Đó chính là bảo vệ đường tiêu hóa, bảo vệ cơ quan tiêu hóa của mình. Gia đình nhà mình chúng ta cùng chờ một chút nữa để cho anh chị em anh chị em chúng ta vào khoảng tầm 3 phút nữa. 3 phút nữa chúng ta sẽ vào chương trình chính của chúng ta. Thế thì trong cơ thể của mình có hai cơ quan gọi là hai cơ quan con của hệ miễn dịch. Đó chính là cơ quan hô hấp và cơ quan tiêu hóa. Nhưng mà cái cơ quan tiêu hóa là cái cơ quan mà quan trọng. Nếu như xét về tầm quan trọng của cơ thể của chúng ta để hấp thụ chất dinh dưỡng cũng như là ngăn ngừa cái độc tố, cũng như là ngăn ngừa để phòng chống vi khuẩn virus ấy, thì cái cơ quan tiêu hóa là cái cơ quan quan trọng nhất. Thế cho nên là trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay của đại gia đình nhà mình ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ ôn lại cái cấu tạo đấy của cái hệ tiêu hóa, như là cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó bao gồm những cơ quan nào và từng tác dụng, nghĩa là vai trò của từng cơ quan một với cơ thể của chúng ta ra sao, và sau đó thì chúng ta mới đi vào cái giải pháp, nghĩa là giải pháp để làm thế nào đó để chúng ta bảo vệ cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta được một cách tốt nhất bằng những cái giải pháp đơn giản để chúng ta có thể làm chủ cơ thể của mình, hay nói cách khác là chúng ta sẽ trở thành bác sĩ của chính mình. Đấy. Thì cái cơ quan tiêu hóa ấy, nó rất dễ bảo vệ, nhưng ngược lại thì nó cũng rất khó để cho chúng ta giữ gìn được cái cơ quan tiêu hóa của mình, bởi vì cái cơ quan tiêu hóa ấy, nó bị ảnh hưởng rất lớn qua cái hàng ngày mà chúng ta ăn uống. Hàng ngày chúng ta ăn uống ảnh hưởng rất nhiều đến cơ quan tiêu hóa. Cộng thêm với cái cơ quan tiêu hóa nữa, nó bị ảnh hưởng rất lớn và cái thói quen sinh hoạt của chúng ta. Và đương nhiên nó phát triển tốt
nó khỏe mạnh là do chức năng gan của chúng ta nó điều tiết nữa, chức năng gan mật điều tiết nữa. Cho nên chính vì như thế nó là một hệ lụy, nó một hệ lụy luôn. Thì hôm nay đại gia đình nhà mình chúng ta cùng nhau, chúng ta thảo luận, chúng ta cùng nhau chúng ta tổng kết lại một chút sơ bộ để chúng ta có được một cái giải pháp tốt nhất để chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình. Thế thì cái đầu tiên, chưa cần chúng ta phải tìm bất kỳ một cái giải pháp gì, mà chỉ cần chúng ta hiểu về cơ quan, cái hệ tiêu hóa của mình thôi. Khi chúng ta hiểu về hệ tiêu hóa thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta bảo vệ cái hệ tiêu hóa của mình. Thế thì trong quá trình mà em Cường, cháu Cường cùng với gia đình nhà mình chúng ta cùng thảo luận, thế thì song song với đó thì Cường sẽ lồng vào trong đó luôn, sẽ lồng vào trong cái hệ tiêu hóa luôn. Lồng vào đó, đó là cái giải pháp để chúng ta phòng, giải pháp chúng ta phòng, cũng như là giải pháp để chúng ta giải quyết cái cơ quan tiêu hóa đó. Bởi vì trong buổi tối ngày hôm nay thảo luận cùng với đại gia đình nhà mình, thì Cường sẽ hướng dẫn, song song với đó thì Cường sẽ hướng dẫn cho đại gia đình chúng ta cái giải pháp của Đông y dưỡng sinh. Thật ra thì để hướng dẫn lại cho các anh các chị khi mà chúng ta đang sử dụng để chúng ta yên tâm hơn. Cái thứ hai nữa là để chúng ta nhặt sản phẩm để tiết kiệm hơn. Và đương nhiên rồi, đó là tác dụng nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Còn độ an toàn thì đương nhiên nó là độ an toàn tuyệt đối rồi, thì chúng ta không phải lo. Bởi vì đây là Đông y dưỡng sinh, là dòng Đông y mà là dòng bổ trị duy nhất được đồng hành cùng với Bộ Y tế, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Thế thì sau đây thì bởi vì thời gian nó không có nhiều, em Cường, cháu Cường chỉ có thời lượng khoảng thời gian cùng với đại gia đình nhà mình, chúng ta cùng thảo luận, chúng ta cùng tìm hiểu vào cơ thể của mình, nó chỉ có khoảng tầm 1 tiếng thôi. Thế sau đó thì gia đình nhà mình nghỉ để còn chuẩn bị giữ gìn sức khỏe, đảm bảo sức khỏe và chuẩn bị công việc cho một ngày mới nữa. Thế thì cái đầu tiên gia đình nhà mình, Cường sẽ cùng với đại gia đình chúng ta cùng ôn lại cái cơ quan, cái hệ tiêu hóa của mình. Thế thì cái hệ tiêu hóa của chúng ta ấy, nó gồm có những cơ quan như sau. Cái đầu tiên đó chính là cái miệng của chúng ta. Miệng của chúng ta, cái miệng của chúng ta chính là một bộ phận nằm trong hệ tiêu hóa. Đấy. Thế thì cái chức năng của miệng chúng ta để làm gì? Cái chức năng của miệng của chúng ta ấy, đó là nghiền, chia nhỏ thức ăn. Đấy, nghiền và chia nhỏ thức ăn. Song song với đó, đó là có cái khi mà chúng ta nghiền ấy, quá trình chúng ta nghiền và cái dịch nước bọt của chúng ta ấy, cái dịch nước bọt nó sẽ chuyển hóa cái đường, cái tinh bột ấy, trở thành đường đơn, sẽ chuyển hóa tinh bột trở thành đường đơn. Cho nên quá trình chúng ta nhai ấy, chúng ta ăn cơm, chúng ta nhai, mà chúng ta nhai sau đó nếu như chúng ta nhai kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng có cái vị ngọt, nhai kỹ chúng ta sẽ thấy có vị ngọt, bởi vì cái vị ngọt đó là do nó chuyển hóa từ tinh bột trở thành đường đơn. Đấy là cái bộ phận đầu tiên trong hệ tiêu hóa của chúng ta, đó chính là miệng. Thế thì cái miệng của chúng ta nó quan trọng như vậy. Nếu như răng miệng của chúng ta mà bị yếu, nếu như chúng ta có vấn đề về răng miệng, hay là chúng ta bị nhiệt miệng, hay là chúng ta bị gì, chúng ta bị viêm chân răng, hay chúng ta bị viêm họng, hay là chúng ta bị nhiệt lưỡi, thì tất cả những cái biểu hiện đó đều làm ảnh hưởng rất lớn đến cái hệ tiêu hóa của chúng ta, đến cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta. Đấy, thế cho gia đình chúng ta lưu ý, nếu như khi mà chúng ta có hiện tượng nhiệt miệng, chúng ta có hiện tượng đó là bị viêm chân răng, hay là chúng ta bị nhiệt lưỡi, thì tất cả những cái biểu hiện đó thì cái đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần phải bảo vệ, đó chính là chức năng gan của chúng ta.
khi chúng ta bị nhiệt, đó là chức năng gan của chúng ta nóng, thì chúng ta hãy giải quyết cái chức năng gan của mình bằng cái giải pháp đó chính là chúng ta hãy uống nhiều nước và chúng ta ăn nhiều rau xanh. Không ăn cay, chua, nóng, không ăn các chất kích thích, không uống tất cả các chất kích thích. Hạn chế ăn gì? Hạn chế ăn đạm. Đấy. Hạn chế ăn đạm, hạn chế ăn mỡ và ăn tăng cường nhiều rau. Thì cái hiện tượng nhiệt miệng của chúng ta, cái hiện tượng hơi thở nóng của chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ giảm dần đi. Bởi vì đó là những cái báo hiệu của chức năng gan của chúng ta bị nóng. Đó là cơ quan đầu tiên, đó là cơ quan của miệng. Cái cơ quan thứ hai nằm trong hệ tiêu hóa, đó chính là thực quản. Thực quản, cái đoạn từ hầu này xuống dưới dạ dày của chúng ta ấy, đó gọi là thực quản. Thế thực quản thì nó có cái nhiệm vụ của nó trong cái cơ quan tiêu hóa, đó là nó sẽ tạo cái nhu động để nó nuốt. Nó nuốt để nó đưa thức ăn từ trong miệng của chúng ta khi mà nghiền thì nó sẽ đưa thức ăn từ miệng và xuống dạ dày. Và ở giữa thực quản nó có một cái cơ vòng đó chính là cái van. Và nó là cái van để giữ, để khi mà thức ăn ấy, cái đó là cái van một chiều. Khi mà thức ăn xuống ấy, thì nó sẽ mở van ra. Khi nhu động như thế này xuống thì van nó sẽ mở ra, sau đó lại đóng lại, mở ra sau đó đóng lại. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bị trào ngược dạ dày, hay là cái van đó của chúng ta bị yếu, hay là quá trình mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, chúng ta hút thuốc nhiều, chúng ta uống rượu nhiều, và chúng ta có hiện tượng đó là bị vi khuẩn HP ở trong dạ dày của chúng ta, thì ngay lập tức nó sẽ làm cho cái cơ vòng ở cổ của chúng ta bị suy giảm, yếu đi. Đấy, cơ vòng yếu đi, và lúc này sẽ bị trào ngược dạ dày, hay nói cách khác là cái cơ vòng này của chúng ta nó không khít lại nữa, thì hơi ở bên dưới đường tiêu hóa chúng ta nó sẽ bốc lên. Đấy, cho nên là các anh các chị, những ai mà chúng ta hay có thói quen hút thuốc và hay có thói quen uống rượu ấy, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng đến cái cơ vòng này rất lớn. Đấy là cái cơ quan thứ hai ở trong hệ tiêu hóa của chúng ta, đó là thực quản. Cái cơ quan thứ ba trong hệ tiêu hóa chúng ta, đó là dạ dày. Cái dạ dày thì chúng ta cũng biết rằng là dạ dày nó là một cái bộ phận để chứa thức ăn nhào trộn và co bóp, nhào trộn và làm chín thức ăn. Đó là chính là ở cơ quan dạ dày. Thế thì cái dạ dày của chúng ta ấy là khi mà thức ăn được đưa từ thực quản xuống dưới dạ dày ấy, thì ngay lập tức nó sẽ được co bóp và nó sẽ được nhào trộn giữa các enzyme với lại các acid dịch vị của dạ dày. Và nó làm cho cái thức ăn của chúng ta nó sẽ chín cái thức ăn của chúng ta. Và khi nó làm chín thức ăn, sau đó nó sẽ chuyển hóa cái thức ăn đó trở thành gì? Trở thành bột nhão hoặc là chất lỏng. Bột nhão hoặc là chất lỏng để nó đưa xuống dưới ruột non của chúng ta, để ruột non tiếp tục tiêu hóa tiếp. Nhưng mà cái vấn đề của dạ dày của chúng ta là để chúng ta bảo vệ cái cơ quan tiêu hóa của mình thật tốt, để ok number one nhất, thì chúng ta phải lưu ý đến cái giờ làm việc của dạ dày. Dạ dày trong cơ thể chúng ta nó là một bộ máy vô cùng hoàn thiện, và dạ dày sẽ làm việc hết công suất, hết tối đa là từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng. 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng, đó là giờ làm việc của dạ dày. Và lúc này là dạ dày sẽ gì? Sẽ co bóp, dạ dày sẽ tiêu hóa, sẽ nhào trộn thức ăn một cách gì? Một cách number one nhất. Đấy, nó khoa học như vậy. Các giờ khác thì dạ dày vẫn làm việc, nhưng làm việc hết công suất, đó là từ 7 giờ đến 9 giờ. Và cái giờ này là dạ dày sẽ co bóp hết công suất. Giờ này là lượng axit trong dịch vị dạ dày chúng ta sẽ là nhiều nhất. Cho nên để chúng ta bảo vệ cơ quan dạ dày của chúng ta, thì cái giờ này dạ dày chúng ta cần có thức ăn ở bên trong. Nếu như mà chúng ta không có thức ăn ở bên trong dạ dày, thì đồng nghĩa với cái việc là dạ dày chúng ta nó sẽ co bóp và nó không có gì cả. Cho nên nó sẽ bị trợt. Nó sẽ bị gì? Bị loét, nó sẽ bị viêm. Và cái điều nguy hiểm hơn nữa đó chính là nếu như mà trong dạ dày chúng ta thừa axit quá nhiều, dư hàm lượng axit, thì đây là một trong những cái lý do, là một trong những căn nguyên, và đây chính là cái môi trường tạo điều kiện cho tất cả các vi khuẩn lạ
Đấy, đặc biệt nếu như ở trong dạ dày của chúng ta thì đây chính là điều kiện rất tốt để giúp cho vi khuẩn HP phát triển. Cho nên bây giờ khi mà những ai bị dạ dày ấy đi kiểm tra là gần như là chúng ta đều nhiễm vi khuẩn HP cả. Thế thì vi khuẩn HP nó sẽ làm cho tất cả các vấn đề của dạ dày của chúng ta. Mà cái con vi khuẩn HP này ấy, là nó tốc độ lan của nó, lây của nó cũng tương đối cao. Và cái vi khuẩn HP này nó ở hai thể. Một là ở cái thể gì? Thể dương tính, và hai đó là thể âm tính. Khi nào nó ở cái thể âm tính, khi mà cơ thể chúng ta còn kiềm chế được nó, cái miễn dịch của chúng ta còn tốt, và trong cái dịch vị dạ dày của chúng ta còn có thể khống chế được nó. Nghĩa là trong cái môi trường trong dạ dày chúng ta là môi trường của axit, nhưng nó ở cái mức độ vừa phải thì cái con vi khuẩn HP nó sẽ không hoạt động, và nó ở cái thể đó là thể âm tính. Còn nếu như cái lượng axit trong dạ dày chúng ta hàng ngày nó cứ dư thừa thì đây chính là môi trường rất tốt để giúp cho vi khuẩn HP có cơ hội để phát triển. Thế cho nên gia đình chúng ta lưu ý, để bảo vệ cái dạ dày của mình thì chúng ta phải ăn sáng. Chúng ta phải ăn sáng trước 8 giờ sáng là tốt nhất. Bữa sáng chúng ta phải ăn ngon, ăn dễ tiêu hóa. Đấy, bữa sáng là bữa ăn cho mình mà. Cho nên có nhiều cái buổi nói chuyện và em Cường cũng đã thảo luận cùng với gia đình nhà mình, cũng chia sẻ gia đình nhà mình về ăn uống ngủ nghỉ đấy. Nhưng trong buổi tối ngày hôm nay thì thật ra là thời lượng nó quá ít. Cho nên là không thể ôn lại về cái vấn đề về ăn uống ngủ nghỉ nữa. Và em Cường chỉ có nhấn mạnh ở trong cái hệ tiêu hóa, nghĩa là cách để chúng ta bảo vệ. Cách chúng ta bảo vệ dạ dày tốt nhất đó là chúng ta phải ăn sáng. Gia đình nhà mình chúng ta lưu ý. Và cách để chúng ta bảo vệ dạ dày tốt nhất đó là không ăn cay, không ăn chua, không ăn nóng, không uống rượu và không hút thuốc. Một lượng rượu dù nhỏ đến đâu chăng nữa, khi chúng ta uống vào trong dạ dày của chúng ta thì ngay lập tức nó sẽ sản sinh ra một lượng enzyme, và cái enzyme đó nó sẽ kết hợp với cái axit trong dạ dày và nó sẽ làm cho dạ dày của chúng ta tự tiêu hóa chính nó. Thế cho nên khi chúng ta uống rượu, chúng ta có cảm giác cái nóng rát ở dạ dày của chúng ta là vì như vậy. Và khi chúng ta uống rượu thì rất dễ đó là bị gì? Bị xuất huyết dạ dày, thủng dạ dày. Đấy, bởi vì dạ dày nó sẽ co bóp và lúc này nó sẽ tự tiêu hóa chính nó. Nó có cái hay là khi chúng ta uống rượu vào ngay lập tức nó kích thích dạ dày co bóp ngay lập tức. Đấy, thế cho nên là nó nguy hiểm như vậy. Đó là cái cơ quan thứ ba, đó là cơ quan của dạ dày. Và Cường nhấn mạnh lại là để bảo vệ dạ dày của chúng ta tốt nhất thì chúng ta phải ăn sáng. Tuyệt đối chúng ta không được bỏ ăn sáng. Chúng ta lưu ý nhé. Tiếp theo nữa, cái cơ quan tiếp theo đó là ruột non. Trong cái ruột non này thì có hình tá tràng, hồi tràng và hốc tràng. Thế thì cái ruột non của chúng ta nó dài khoảng tầm 6,5 mét, trên 6 mét. Ruột non của chúng ta nó dài khoảng trên 6 mét. Thế thì cái ruột non này khi mà thức ăn được nhào trộn ở trong dạ dày và chuyển hóa biến thành chất lỏng và bột nhão ấy, chất lỏng và bột nhão, thì lúc này cái chất lỏng và bột nhão đó được đưa xuống dưới ruột non. Và lúc này ruột non sẽ tạo cái nhu động co thắt để đưa toàn bộ cái thức ăn chất lỏng và bột nhão đó đi dọc theo 6 mét của ruột non để tiếp tục tiêu hóa tiếp và chia cắt thức ăn tiếp. Và khi mà bột nhão và thức ăn đó được đưa xuống ruột non, từ dạ dày đưa xuống ruột non, thì ngay lập tức đó là dịch mật sẽ phun xuống ruột non để tiếp tục chia cắt và tiêu hóa thức ăn tiếp. Đấy, thế cho nên một trong những nguyên nhân mà gây ra suy mật, một trong những nguyên nhân mà gây ra sỏi mật, đó là do chúng ta không ăn sáng. Do chúng ta không ăn sáng. Thế cho nên là nếu để chúng ta nghe kỹ hơn, để chúng ta nhớ lại, để cho một cái bài, có nghĩa rằng là để cho một cái giải pháp để bảo vệ cái hệ tiêu hóa chúng ta một cách hoàn thiện nhất, thì chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian nữa, chúng ta nghe cái video nói về ăn uống ngủ nghỉ, thì chúng ta sẽ có được một cái giải pháp hoàn thiện nhất để bảo vệ đường tiêu hóa của mình, là ok number one. Bởi vì thời lượng nó có quá ít, cho nên là em Cường không thể chia sẻ kỹ hơn về cái đó được nữa. Thế thì khi mà
dịch mật mà phun tiếp tục phun xuống dưới ruột non để chia cắt thức ăn và tiêu hóa thức ăn, thì thức ăn sẽ được nhu động của ruột, nó đưa từ gì, từ đầu của ruột non xuống đến gì, đến tận cùng của ruột non. Và thức ăn và chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ ở hồi tràng và hốc tràng. Và khi thức ăn được đưa, được hấp thụ qua gì, qua niêm mạc của ruột, từ hồi tràng và hốc tràng đưa vào trong máu và đi vào gan. Và lúc này chức năng gan bắt đầu làm cái nhiệm vụ của mình, đó là chức năng chuyển hóa. Gan bắt đầu là chức năng chuyển hóa của gan bắt đầu làm việc. Thế và khi gan ấy thì nó sẽ chuyển hóa tất cả các chất, kể cả chất độc. Chất độc đưa vào cho gan, gan nó chuyển hóa thành chất không độc hoặc là ít độc để đào thải ra bên ngoài. Nếu như tất cả các mỡ, tất cả các chất béo đưa vào gan thì gan nó sẽ chuyển hóa để trung hòa cái chất béo đó, để một phần nuôi dưỡng cơ thể, còn những cái thừa, cái cặn bã, cái thừa, cái cholesterol nó sẽ bo tròn lại và nó đẩy ra gì? Đẩy ra phân để đào thải ra bên ngoài. Và một phần nó sẽ đẩy qua gì? Đẩy qua nước tiểu để đẩy ra bên ngoài. Và tất cả những cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là đường glucid, thì ngay lập tức khi mà đưa vào trong gan thì gan nó sẽ chuyển hóa thành glucose. Gan chuyển hóa thành glucose và đưa đi nuôi dưỡng cơ thể. Một phần gan nó sẽ từ glucose nó sẽ chuyển hóa thành glucogen để nó lưu trữ tại gan. Để lưu trữ tại gan, phòng khi mà cơ thể chúng ta có những lúc mà cơ thể chúng ta bị tụt đường huyết, nghĩa là cái tỷ lệ đường ở trong cơ thể chúng ta nó bị thiếu, thì bắt đầu nó gây ra cái tình trạng đó bị tụt đường huyết. Thì khi có hiện tượng bị tụt đường huyết thì ngay lập tức chức năng gan nó lại giải phóng, nó giải phóng cái glucogen mà tích trữ tại gan đó, chuyển hóa, chuyển ngược lại thành glucose để bổ sung cho cơ thể chúng ta, để cân bằng cái hàm lượng đường, để cho cơ thể chúng ta không bị cái hiện tượng đó là tụt đường huyết nữa, cực kỳ nguy hiểm đó nữa. Đó, thế thì đó là cái chức năng lưu trữ, chức năng lưu trữ của gì, của gan. Gan nó có thể lưu trữ tất cả các chất dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể chúng ta trong một thời gian dài. Gan nó có thể lưu trữ cái hàm lượng vitamin tan trong dầu, cũng như cái hàm lượng vitamin B12, một số lượng rất lớn hàm lượng vitamin B12. Đó là chức năng gan nó rất vi diệu. Đấy, và tiếp tục nữa là gan nó có chức năng tạo mật. Gan có chức năng tạo mật thì chúng ta biết rồi. Mật nó quyết định cái vấn đề liên quan đến vấn đề của tiêu hóa. Cho nên chức năng gan nó quyết định cái vấn đề tạo mật, sản sinh ra cái số lượng mật để giúp cho cơ thể chúng ta duy trì cái quá trình tiêu hóa và đào thải của cơ thể của chúng ta. Thế cho nên nếu như mà chức năng gan chúng ta bị suy giảm thì đồng nghĩa với cái việc đó là gì? Chức năng tiêu hóa của chúng ta nó cũng sẽ bị suy giảm. Cho nên gan nó là mẹ của tiêu hóa là vì như vậy. Ngày hôm nay gia đình nhà mình chúng ta thảo luận về gan, thảo luận về tiêu hóa, cho nên Cường phải nói thêm một chút về cái cơ quan mẹ của nó, đó là cơ quan của gan. Đấy, gan, chức năng của gan nó có chức năng đào thải, chức năng đào thải, chức năng điều hòa đường huyết, điều hòa hàm lượng mỡ, cholesterol, điều hòa huyết áp, chức năng tạo máu. Đấy, rất nhiều các chức năng của gan. Chính vì như vậy mà gan nó là mẹ của tiêu hóa. Gia đình nhà mình nhớ cho em Cường là gan là mẹ của tiêu hóa. Thế cho nên khi mà chức năng gan bị nóng, ngay lập tức tiêu hóa sẽ táo bón ngay. Khi mà chức năng gan bị rối loạn, ngay lập tức tiêu hóa sẽ rối loạn ngay. Đấy, cho nên nó kéo theo như vậy. Và cái ruột non của chúng ta, đấy là cái nhiệm vụ của ruột non, đó là gì? Đó là tiêu hóa, hấp thụ thức ăn. Tiếp theo nữa đó là ruột già. Thế thì cái ruột già, nhiệm vụ của ruột già ấy, cái nhiệm vụ và chức năng của ruột già thì nó cũng một phần, nó có một phần đó là tiêu hóa và hấp thụ thức ăn thôi, nhưng mà ít thôi, cái phần ít. Và cái chức năng chính của ruột già của chúng ta đó là tạo cái cặn bã, tất cả các cặn bã, tất cả các độc tố và các chất thải khi mà qua ruột non các chất dinh dưỡng, những cái tinh chất thì đi hấp thụ vào cơ thể rồi. Còn những cái chất cặn bã và cái hàm lượng nước dư thừa nó sẽ đẩy xuống bên dưới ruột già. Và lúc này cái chức năng của ruột già đó là tái hấp thụ lại nước và một phần các chất dinh dưỡng còn lại nó sẽ tái hấp thụ lại nước và nó sẽ đóng khuôn lại. Nó sẽ tạo thành gì? Đóng khuôn những vi khuẩn có lợi trong ruột già đấy, trong ruột già của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái cặn bã đó trở thành khuôn mà chúng ta hay gọi nó là phân ấy, tạo thành khuôn như vậy để đẩy ra bên ngoài. Khi mà nó tạo thành khuôn như thế
và đại tràng nó co thắt như thế này, đại tràng nhu động, đại tràng nó co thắt, thì ngay lập tức nó sẽ kích hoạt cái cơ quan thứ năm. Cái cơ quan thứ năm đó là trực tràng. Trực tràng nó dài khoảng 20 phân như thế này, dài khoảng 20 phân. Và cái cơ quan trực tràng này lúc này bắt đầu nó mới kích thích và nó thông báo lên hệ thần kinh của vỏ não. Thông báo hệ thần kinh của vỏ não. Ngay lập tức cái cơ vòng ở bên dưới trực tràng sẽ được mở ra, đó chính là cái hậu môn. Cái cơ hậu môn sẽ được đẩy ra. Và lúc này cái động tác của chúng ta hàng ngày đó là đi vệ sinh, đó chính là cái nhiệm vụ của đại tràng khi mà nó co thắt như thế này. Và cái giờ làm việc của đại tràng nó sẽ làm việc từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là giờ làm việc của đại tràng. Gia đình nhà mình lưu ý, 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng là giờ làm việc của đại tràng. Lúc này đại tràng sẽ gì? Sẽ làm việc, sẽ tái hấp thụ lại nước trong đường tiêu hóa để trả ngược lại cho cơ thể của chúng ta, để bảo vệ sức khỏe cho cơ thể chúng ta, giữ nước cho cơ thể. Cái tiếp theo nữa là tạo nhu động để đưa toàn bộ các độc tố, các cặn bã đó đưa ra bên ngoài, các chất thải của cơ thể đưa ra bên ngoài qua đường phân. Và nó chỉ làm việc từ 5 giờ đến 7 giờ thôi. Thế cho nên nếu cái cung giờ này mà chúng ta còn ngủ thì đại tràng sẽ không làm việc. Đại tràng chỉ làm việc khi mà cơ thể chúng ta thức thôi. Còn nếu đại tràng mà nó không thì cái nhu động của đại tràng ấy nó chỉ làm việc khi mà chúng ta thức. Còn nếu chúng ta ngủ thì cái nhu động đại tràng nó sẽ không làm việc. Và cái giải pháp tốt nhất để chúng ta giúp cho đại tràng của chúng ta, để bảo vệ cái đại tràng chúng ta tốt nhất, thì nó là khi mà chúng ta ngủ dậy chúng ta sẽ uống nước. Chúng ta sẽ uống nước khoảng 300ml nước ấm ấm, hoặc nhiều hơn 400ml nước ấm thì càng tốt. Nếu như mà chúng ta, các anh chị em chúng ta biết chúng ta đang gì, chúng ta đang dùng sản phẩm của Thiên, thì đương nhiên rồi, chúng ta uống nước trà vào buổi sáng thì number one, ok. Đây chính là một trong giải pháp để chúng ta bảo vệ, chúng ta đề phòng, chúng ta bảo vệ cái cơ quan tiêu hóa chúng ta một cách gì, cách tuyệt đối nhất. Không phải dùng cái từ một cách tuyệt đối nhất, bởi vì bản thân của em Cường ngày xưa đó là cái vấn đề của tiêu hóa rất kém, vấn đề tiêu hóa rất kém, đã uống rất nhiều thuốc tây, do là uống quá nhiều thuốc tây cả tháng, thậm chí cả tháng không tỉnh được vì uống thuốc tây quá nhiều trong cái giai đoạn bị tai nạn. Thì khi mà uống thuốc tây quá nhiều nó phá hủy cái đường tiêu hóa, phá hủy cái đường tiêu hóa, và nó làm cho cái chức năng của tiêu hóa nó bị suy giảm đến một cách nói chung là dao sắc không gọt được chuôi, dao sắc không gọt được chuôi. Và cảm nhận thấy rõ rệt nhất cái vấn đề của đường tiêu hóa của mình nó khủng khiếp như nào. Nhưng mà rất là may mắn, gần 10 năm nay cái tiêu hóa ok number one. Thật ra tất cả nó đều có giải pháp. Cho nên những cái giải pháp đó thì qua những cái buổi thảo luận, qua những cái buổi nói chuyện trực tuyến ở trên Facebook, thì em Cường, cháu Cường cũng cùng với gia đình nhà mình cũng cùng chia sẻ cho gia đình nhà mình cả rồi. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta lại quay lại cái đại tràng một chút. Tại sao mà chúng ta lại bị viêm đại tràng thể nát? Tại sao chúng ta lại viêm đại tràng thể táo? Trong cái đường tiêu hóa, trong cái đại tràng của chúng ta có những con vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại cho chúng ta. Cái vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại nó luôn luôn ở cái trạng thái cân bằng nhau. Vi khuẩn có lợi nó chiếm 85%, còn vi khuẩn có hại chiếm 15%. Nhưng nếu như mà cơ thể chúng ta bị kém, nếu như cơ thể chúng ta bị yếu, nếu như cái miễn dịch của chúng ta nó bị xuống quá thấp, chức năng gan chúng ta bị suy giảm, nói tóm lại đó là hệ miễn dịch của chúng ta bị suy giảm, qua quá trình chúng ta ăn uống hàng ngày, qua quá trình chúng ta sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ để lại cho mình một cái gì, giống như kiểu là một cái đồng hồ sinh học mà nó gì, nó đi lệch với cái đồng hồ sinh học trong cơ thể của mình, và nó làm cho miễn dịch chúng ta bị suy giảm yếu xuống, cộng thêm với ăn uống chúng ta bị lệch lạc về dinh dưỡng, nó làm cho toàn bộ các con vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa của chúng ta nó bị suy giảm, và ngược lại tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển. Thế thì khi mà vi khuẩn có lợi phát triển, vi khuẩn có lợi thì bị suy giảm, còn vi khuẩn có hại thì phát triển, thì lúc này nó sẽ gây ra cái hiện tượng đó là rối loạn tiêu hóa. Tại sao có những người lại bị viêm đại tràng thể nát? Và lúc này có khi một ngày chúng ta đi rất nhiều lần và mất rất nhiều nước. Và khi chúng ta mất nước như vậy, chúng ta phải chuyển nước. Tại sao lại như vậy? Bởi vì
Lúc này cái chức năng của đại tràng đó là hấp thụ, tái hấp thụ lại nước để đưa ngược lại cho cơ thể. Nhưng mà lúc này cái đại tràng đó, cái chức năng đó không làm được nữa. Thế là cứ đi lỏng thôi. Và đi lỏng ra bao nhiêu thì cơ thể mất nước bấy nhiêu. Phải truyền nước vào hay là dùng chất điện giải để đưa vào. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng đó, chính là do gì? Do cái lượng lợi khuẩn trong đường tiêu hóa của chúng ta nó bị mất cân bằng. Cái thứ hai đó là nhu động của cơ trơn. Nhu động cơ trơn trong gì? Trong đường tiêu hóa của chúng ta. Tất cả cái nhu động đường tiêu hóa của chúng ta như thế này này là hoàn toàn là do nhu động của cơ trơn. Nhu động cơ trơn. Mà quyết định đến cái nhu động của cơ trơn này nó có khỏe hay không, cái cơ này nó có khỏe và nó có gì, nó có phát triển, nó giúp cho cái tiêu hóa chúng ta tốt hay không ấy, là do cái hàm lượng canxi ở trong cơ thể của chúng ta, đó chính là khoáng tố canxi. Thế cho nên là chúng ta cần phải có cái giải pháp để chúng ta khôi phục lại tận gốc. Và bây giờ có rất nhiều những cái tình trạng, ví dụ như này, khi chúng ta bị viêm đại tràng thể táo, viêm đại tràng thể táo, mà hàng ngày cái hiện tượng viêm đại tràng thể táo đó nó luôn luôn duy trì ở trong cơ thể của chúng ta, trong đường tiêu hóa chúng ta. Thế thì nó như thế này này. Bây giờ có rất nhiều người đang ở cái trạng thái đó, và trước đây em Cường cũng ở cái trạng thái đó. Và nếu kể cả như bây giờ mà em Cường nhiều ngày em Cường không ăn rau, và nhiều ngày đi công tác, và đặc biệt như đi công tác ở trong miền Trung hoặc là trong miền trong, ăn cay ăn nóng rất nhiều ấy, thì sẽ có cái hiện tượng đó ngay. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần ngủ dậy muộn, chúng ta chỉ cần ngủ dậy muộn, không đúng giờ của đại tràng làm việc. Sau đó chúng ta đi vệ sinh nhưng không đúng cái cung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ. Cũng có khi chúng ta đi vệ sinh như 8 giờ chúng ta mới đi, thậm chí chiều chúng ta mới đi, không bao giờ chúng ta đi hết được. Nó luôn luôn nó giòn lại một ít. Và khi quá trình nó cứ giòn lại như vậy, trong một tuần nó sẽ có một lần chúng ta đi vệ sinh khó. Và nếu như mà chúng ta duy trì cái sức khỏe chúng ta tốt, miễn dịch chúng ta tốt, chức năng gan của chúng ta tốt, thì đồng nghĩa với việc là cái hiện tượng đó nó sẽ giải quyết được. Còn nếu như chức năng gan của chúng ta và tiếp tục chúng ta không biết giải pháp để chúng ta bảo vệ chức năng gan của mình, ăn uống ngủ nghỉ, thì ngay lập tức chúng ta sẽ gây ra cái hiện tượng chúng ta đó là viêm đại tràng thể táo. Và cái táo đó nó kéo dài 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Sau đó nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng đó là viêm đại tràng co thắt. Và cái đằng sau cái viêm đại tràng co thắt cộng thêm với cái cơ trơn của chúng ta, nó đờ cơ của chúng ta này. Khi mỗi một lần chúng ta đi vệ sinh là cơ của chúng ta nó đẩy lên như này, xong nó lại co lại. Nó giống như cái dây cao su ấy, giống y chang dây cao su. Nhưng nếu như mà nó đẩy như này này, cái nhu động của cơ trơn đây cường tượng trưng cho cái đại tràng của chúng ta nhé. Nó đẩy xuống như này này, đáng ra nó đẩy xuống như thế này để nó đưa cặn bã ra, nó lại kéo lên như này. Nhưng mà không, nó đẩy xuống như thế này nhưng nó chỉ kéo được lên như này thôi. Nghĩa là nó bị đơ ra. Và cuối cùng đó chính là một trong những hiện tượng của chúng ta bây giờ rất nhiều người gặp phải và rất nhiều người mắc phải. Đó chính là chúng ta bị trĩ đấy. Chúng ta bị trĩ. Có người thì bị sa trực tràng. Sa trực tràng cái đoạn 20 phân đó nó tụt xuống bên dưới, lòi rom. Thì tất cả những cái hiện tượng đó đều do cái cơ trơn của chúng ta. Và khi chúng ta bị trĩ như vậy, chúng ta có đi cắt, chúng ta có đi thắt thì nó cũng lại thì tiếp tục nó lại thò ra thôi. Đấy, nó nguy hiểm như vậy. Và cái đó để chúng ta giải quyết tận gốc những cái tình trạng đó ấy, thì chỉ có bằng giải pháp khôi phục lại cái đường tiêu hóa của mình, khôi phục lại chức năng của đường tiêu hóa, khôi phục lại cái lượng lợi khuẩn, cải thiện lại cái đồng hồ sinh học của mình qua cái ăn uống hàng ngày của chúng ta phải thật sự là chuẩn, thật sự là ok. Cộng thêm với tìm những cái giải pháp tiếp theo nữa, đó là làm thế nào để đưa toàn bộ các độc tố cặn bã trong đường tiêu hóa đó đưa hết ra bên ngoài. Và song song với cái việc đó, đó là phải gì, phải khôi phục lại cái cơ trơn, đó chính là gì, hàm lượng cái nguyên tố canxi, thì cơ thể của chúng ta, đường tiêu hóa chúng ta mới tốt được. Kể cả là gì, là dạ dày hay là đại tràng hay là gì, hay là hành tá tràng của chúng ta đều một cái giải pháp giống nhau đấy. Thế thì sau đây thì em Cường sẽ chỉ cho chúng ta một trong những nguyên nhân nữa mà nó gây ra cái tình trạng mà tiêu hóa của chúng ta bị suy giảm. Tại sao mà nó lại gây ra cái vấn đề của chúng ta đó là bị rối loạn và bị mất cân bằng về cái hàm lượng lợi khuẩn và hại khuẩn. Thế thì một trong những nguyên nhân đó thì thật ra tất cả nó đều là thói quen. Tất cả nó đều là gì? Nó đều là cái văn hóa vùng miền. Văn hóa vùng miền, thói quen hay là phong tục tập quán. Đó là cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ăn,
uống, ngủ, nghỉ, và song song với đó nữa, kể cả như vấn đề về hút thuốc hay là uống rượu. Và điều đặc biệt là hút thuốc và uống rượu nó ảnh hưởng cực nhiều đến đường tiêu hóa. Ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến đường tiêu hóa, và đặc biệt đó là uống rượu. Nó hại khủng khiếp gia đình nhà mình ạ. Nó hại khủng khiếp. Thế cho nên đây, để mà nói, để mà bảo là ai đúng hay ai sai, nó không phải. Mà đây nó là do văn hóa vùng miền và phong tục tập quán. Có những nơi mà khi chúng ta đến là chúng ta muốn nói chuyện, chúng ta muốn làm gì thì kiểu gì chúng ta cũng phải uống một ly rượu. Có những nơi thay rượu bằng nước. Đấy, Cường đi rất nhiều nơi, nhưng có nơi thì thay rượu bằng nước. Nghĩa là đến phải thật sự là thân, phải thật sự là quý thì mới mời rượu. Mà không uống thì không được. Đó gọi là văn hóa vùng miền, phong tục tập quán. Và anh chị em chúng ta thì còn một vấn đề nữa, đó là vì công việc luôn luôn chúng ta phải gì? Chúng ta phải chiến đấu. Thế cho nên là song song với quá trình để chúng ta có được cái công việc để phục vụ cho gì? Phục vụ cái đảm bảo cái cơm áo gạo tiền cho chính gia đình của mình, vợ cho con và cho bố mẹ, cho bản thân của mình ấy, thì đồng nghĩa với cái việc kể cả chúng ta biết nhưng mà chúng ta vẫn phải chiến đấu. Có nghĩa là Cường đang nói vấn đề uống rượu, uống bia ấy. Nhưng mà ngày hôm nay thì cháu Cường sẽ chia sẻ với gia đình nhà mình cái tại sao mà cái rượu nó lại nguy hiểm như vậy. Bởi vì rượu nó sẽ giết cả ngọn và nó giết cả gốc đường tiêu hóa của chúng ta. Có nghĩa là rượu nó sẽ tiêu diệt từ cái gì? Cả cái hệ tiêu hóa của chúng ta, chứ không phải chỉ riêng đó là đường ruột. Khi chúng ta uống rượu vào, ngay lập tức nó sẽ làm cho cái thực quản của chúng ta, nó làm cho cái cơ vòng ở thực quản của chúng ta, nó bị phá hủy cái cơ vòng này. Nó làm cho cơ vòng chúng ta bị suy yếu. Cái cơ vòng nó chính là cái van, nó làm cho cái van nó bị hỏng. Nó làm cho van bị hỏng. Và nó sẽ làm cho cái gì? Cái huyết quản ở trong cái thực quản này bị phồng lên. Và đương nhiên song song với đó, đó là sẽ làm cho hở cái van này. Những ai mà có hơi thở mà hôi do cái cơ vòng này bị yếu, hay bị trào ngược dạ dày, bị viêm họng mãn tính thường xuyên là do cái gì? Cái cơ vòng này, cái axit hàng ngày nó luôn trào lên, thì không bao giờ chữa khỏi được cái họng này đâu. Chúng ta muốn chữa khỏi cái họng này, chúng ta phải giải quyết cái thằng dạ dày, thì chúng ta mới giải quyết được cái thằng họng này. Nếu như ai bị trào ngược dạ dày thì riêng cái họng đó trở thành mãn tính, không bao giờ thì giải quyết được đâu. Có giải quyết xong nó lại bị lại, giải quyết xong lại bị lại thôi. Tiếp theo nữa là khi chúng ta uống rượu mà rượu vào với dạ dày, nó sẽ làm cho dạ dày tiêu hóa chính nó, như lúc nãy Cường nói, và tạo cho một cái môi trường rất tuyệt vời để giúp cho vi khuẩn HP phát triển. Và vi khuẩn HP là một trong những con vi khuẩn, một con những cái con vi khuẩn gram âm sống ở trong môi trường của axit. Nó là gì? Nó là một loại xoắn khuẩn, chúng ta lưu ý nhé. Nó nguy hiểm lắm nha, con vi khuẩn HP ấy. Con vi khuẩn HP nó là một loại xoắn khuẩn gram âm, nó sống và nó phát triển rất mạnh, nó nhân bản rất mạnh ở trong môi trường của axit. Và trong cái dạ dày của chúng ta, nó sẽ làm cho viêm loét dạ dày hành tá tràng, nó làm cho hỏng cái van thực quản, nó làm cho gì? Nó làm cho gây ra tất cả các vấn đề của dạ dày, dẫn đến ung thư của dạ dày. Đó chính là con vi khuẩn HP. Nó là một loại xoắn khuẩn gram âm, gia đình nhà mình chúng ta lưu ý. Cho nên khi ai mà dính cái tình trạng bị xoắn khuẩn gram âm này, con vi khuẩn HP này, thì ngay lập tức chúng ta phải dùng thuốc tây. Chúng ta lưu ý, ngay lập tức chúng ta phải dùng thuốc tây để tiêu diệt nó, để kìm hãm nó. Song song với dùng thuốc tây, đó là chúng ta phải tìm cái giải pháp. Bởi vì như thế này, thuốc tây chỉ là gì? Để khống chế nó. Nhưng bây giờ mình còn tạo ra một cái môi trường để giết nó nữa. Cái môi trường tốt nhất để giết cái con xoắn khuẩn gram âm này, đó chính là môi trường của kiềm tính. Chúng ta hãy tạo ra cho nó một cái môi trường pH kiềm tính, trung hòa cái hàm lượng axit, vừa đủ để cái hàm lượng axit đó chỉ đủ để tiêu hóa, để giúp cho cơ thể chúng ta tiêu hóa thức ăn, để bảo vệ cơ thể chúng ta thôi. Còn lại nó sẽ có cái lượng kiềm tính đó để bao vây, để tiêu diệt con vi khuẩn HP đó. Cho nên tại sao có rất nhiều người là bị vi khuẩn HP, dùng kết hợp cả đông y
cả Tây y và cả Đông y. Đông y thì lựa chọn, đó là lựa chọn cái sản phẩm của thiên, đó chính là tảo xoáy và chitosan. Tảo xoáy và chitosan là hai dòng sản phẩm mang tính kiềm rất mạnh. Hai sản phẩm này kết hợp với nhau thì nó có tác dụng nhanh gấp 8 lần so với mật ong rừng và nghệ đen là làm liền vết sẹo. Nó khi uống vào nó sẽ tạo ra một cái môi trường pH và tạo ra một cái môi trường, và nó mang tính kiềm rất mạnh, là có thể gì, nó có thể giúp cho cơ thể chúng ta để khống chế, ức chế cái gì, cái xoắn khuẩn gram âm đó. Kết hợp với thuốc tây nữa thì đây là một giải pháp tuyệt vời để giúp chúng ta. Bởi vì bây giờ Cường thấy rằng có rất nhiều anh chị em chúng ta bây giờ đang bị vi khuẩn HP đấy. Cho nên nếu như chúng ta đã bị cái loại xoắn khuẩn gram âm này rồi ấy, thì ngay lập tức chúng ta phải xử lý nó ngay. Còn nếu không xử lý nó thì cái dạ dày của chúng ta gặp rất nhiều nguy hiểm đấy. Tiếp theo nữa, khi chúng ta uống rượu thì rượu nó sẽ tiêu diệt tất cả những con vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, và nó sẽ vừa là nó tiêu diệt vi khuẩn có lợi và đồng thời nó sẽ kích hoạt để nó giúp cho những con vi khuẩn có hại phát triển. Và khi mà chúng ta uống rượu, rượu nó vào ruột, nó tiêu diệt vi khuẩn có hại, có lợi cho cơ thể, và nó sẽ biến các chất nhầy ở trên đường ruột của chúng ta. Cái chất nhầy ở trên đường ruột của chúng ta ấy là do cái vi khuẩn có lợi nó tạo ra. Con vi khuẩn có lợi nó tạo ra một cái chất đó để nó gì, nó bao phủ cái thành ruột của chúng ta, để nó ngăn ngừa toàn bộ các cholesterol, những cái nicotine, những cái gốc tự do, hay là những cái độc tố, những cái cặn bã đấy, hoặc cholesterol không cho hấp thụ qua đó để đi vào máu, để đi vào gan, để chuyển hóa đi nuôi dưỡng cơ thể. Nó sẽ bo tròn ra, nó đẩy ra bên ngoài, thì chính cái lớp màng đó, lớp nhầy đó để nó bảo vệ cơ thể chúng ta. Nhưng khi chúng ta uống rượu vào thì rượu nó sẽ tiêu diệt những con vi khuẩn có lợi mà nó tạo ra cái chất nhầy đó, và đồng thời nó sẽ biến cái chất nhầy đó trở thành chất ăn mòn. Và chính cái chất ăn mòn đó nó làm cho ruột của chúng ta lại bị thủng, lại bị loét ở gì, ở hành tá tràng của chúng ta. Đó là một trong nguyên nhân đấy ạ. Đấy, một trong nguyên nhân. Nếu như đã nói đến viêm loét dạ dày hành tá tràng thì cái số lượng người 100 người, nếu 100 người mắc thì nó phải lên tới con số khoảng 60 đến 70 người đó là do uống rượu. Đấy, là do uống rượu. Còn lại đó là do cái đồng hồ sinh học, do cái cách sinh hoạt của chúng ta hàng ngày bị gì, bị mắc. Đấy, gia đình chúng ta lưu ý nhé. Đó là cái gì, cái uống rượu khi mà nó ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến ruột. Khi chúng ta uống rượu, rượu nó sẽ làm cho cái trực tràng của chúng ta, cái trực tràng của chúng ta nó bị gì, nó bị đơ, đơ cái trực tràng của chúng ta. Khi chúng ta uống rượu nó sẽ làm cho cái cơ vòng của hậu môn của chúng ta bị gì, bị ảnh hưởng rất lớn. Đấy, gia đình chúng ta lưu ý, đặc biệt những ai có vấn đề và liên quan đến bệnh trĩ, liên quan tất cả vấn đề đường ruột mà chúng ta uống rượu thì cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt hơn nữa đó là rượu nó sẽ tiêu diệt cái cơ quan mẹ để quyết định cái cơ quan con. Cơ quan mẹ để quyết định cơ quan con, cái cơ quan tiêu hóa là cơ quan con ấy, thì cơ quan mẹ chính là gan. Chỉ cần gan nhiễm mỡ thôi thì ngay lập tức tiêu hóa của chúng ta rối loạn lung tung ngay lập tức. Chỉ vậy thôi, chỉ cần gan nhiễm mỡ là gì, tiêu hóa chúng ta bị dính rồi. Thế thì như thế nào, tại sao lại gan lại bị nhiễm mỡ khi chúng ta uống rượu? 100 người bị gì, bị mỡ gan, gan nhiễm mỡ đấy, thì nó chiếm lên tới con số khoảng 80 trên 80 người đó là do uống rượu. Chỉ còn có 20%, cũng nghĩa là lên 80%, còn 20% đó là do những người đó là do những nguyên nhân khác mà không phải là uống rượu. Thế cho nên là khi mà chúng ta uống rượu thì dù một lượng rượu nhỏ đến nào nó đều phá hủy cái tế bào của gan, nó đều tiêu diệt các tế bào của gan, tiêu diệt các tế bào của gan. Thế và khi mà các tế bào của gan ấy, thì cái chức năng của gan nó rất nhiều cái chức năng, và khi các tế bào của gan bị tiêu diệt thì nó tạo ra một cái khoảng trống, nó tạo ra một khoảng trống ở trong gan. Và cái gan của chúng ta nó là một cái nhà máy xử lý rác thải, nó là một cái kho, nó là một cái bãi rác thải để chúng ta có thể đưa tất cả các rác thải, ví dụ như là một thành phố chẳng hạn, một thành phố đây chẳng hạn, đây, thế thì ngay lập tức nó sẽ đưa tất cả các rác thải về gì, về chính cái trung tâm này, trung tâm này. Gan của chúng ta là trung tâm xử lý rác thải, và tất cả rác thải ở trong cơ thể chúng ta đều đưa vào gan. Thì lúc này cái vị trí nào nó bị rỗng thì ngay lập tức những cái rác thải này nó sẽ gì, nó sẽ lấp vào đó. Có nghĩa rằng chính là lượng cholesterol nó sẽ lấp vào. Khi mà tế bào gan bị suy giảm, bị tiêu diệt, nó tạo ra khoảng trống, thì lúc này tạo cơ hội cho những mô mỡ nó sẽ gì, nó sẽ lấp đầy vào chỗ đó. Cho nên tại sao sinh ra gan nhiễm mỡ là vì như vậy.
Cho nên gan nó quyết định tiêu hóa mà. Ngày hôm nay chuyên đề chúng ta, chủ đề chúng ta ngày hôm nay đó là nói về gì? Nói về bảo vệ cơ quan tiêu hóa của chúng ta. Thì đó là em Cường, cháu Cường sơ qua cho gia đình nhà mình một chút về cái từng cái cơ quan một trong cái hệ tiêu hóa. Trong cái hệ tiêu hóa. Và trong cái quá trình để chúng ta khôi phục lại, phục hồi, nó có rất nhiều những giải pháp. Và từ trước đến giờ thì không biết là em Cường đã hướng dẫn cho biết bao nhiêu người, đã biết bao nhiêu người đã sử dụng cái giải pháp của Đông Y Dưỡng Sinh, của tập đoàn Đông Y Thiền để bảo dưỡng và phục hồi, khôi phục lại cái tình trạng vấn đề về gì, về tình trạng sức khỏe, về tiêu hóa của mình. Cái giải pháp tốt nhất, cái giải pháp tối ưu nhất của chúng ta đó là phòng. Đó là phòng. Thế nếu như chúng ta muốn phòng thì cái việc đầu tiên của chúng ta đó là ăn uống ngủ nghỉ phải thật khoa học. Chúng ta phải đi ngủ trước 11 giờ đêm để chúng ta bảo vệ cho gan. Chúng ta phải dậy trước 5 giờ sáng. Phải dậy trước 5 giờ sáng để chúng ta gì? Để chúng ta giúp cho đại tràng chúng ta làm việc, giúp cho đại tràng chúng ta đưa hết cặn bã độc tố ra bên ngoài. Chúng ta phải ăn sáng trước 8 giờ để giúp cho gì? Cơ thể chúng ta, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và bảo vệ cái chức năng của tiêu hóa của chúng ta và bảo vệ chức năng gan, chức năng mật của chúng ta. Song song với đó, đó chính là giải pháp. Cái giải pháp phòng bây giờ ấy, thì đây là giải pháp văn minh. Giải pháp văn minh. Chúng ta chỉ cần hình dung như thế này thôi. Cái đường tiêu hóa của chúng ta nó cũng giống như một cái đường cống, hay nó giống như một cái ấm pha trà của chúng ta. Cái đường tiêu hóa của chúng ta năm nay bao nhiêu năm thì chúng ta sẽ tiêu hóa biết bao nhiêu tấn thức ăn vào trong đường tiêu hóa chúng ta. Nhưng chúng ta không biết được là cái đường tiêu hóa chúng ta bên trong nó bẩn như thế nào. Nhưng cái đường ruột của chúng ta nó dài khoảng tầm 8 mét. Khoảng tầm 8 mét. Nhưng nó ngoằn ngoèo, nó khúc khỉu, nó xếp lại như thế này, chứ nó không phải là một đường thẳng. Cho nên chính vì như thế mà cái lượng cặn bã, cái lượng độc tố nó sẽ tích tụ ở trong đường tiêu hóa chúng ta rất nhiều. Cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm, việc đầu tiên cần phải làm đó là đào thải. Chúng ta cần phải làm đó là đào thải. Cơ thể chúng ta có bao nhiêu cặn bã bên trong chứ cần đào thải ra bên ngoài. Chúng ta chỉ cần sờ da của mình thôi. Nếu như da của mình nó lẩn mẩn, nó sần sần, nó không được mịn, đồng nghĩa cái việc độc tố đường tiêu hóa đang nhiều. Bởi vì ruột nó liền với da. Nếu như chúng ta sờ vào da chúng ta mà da chúng ta mịn thì đồng nghĩa với cái việc là trong đường tiêu hóa của chúng ta, cái lượng cặn bã trong đường tiêu hóa sẽ ít. Thế cho nên cái giải pháp đầu tiên của chúng ta để gì, để phòng tất cả các vấn đề của đường tiêu hóa cũng như của cơ thể chúng ta, thì cái việc đầu tiên chúng ta hãy đưa toàn bộ các cặn bã ra bên ngoài của đường tiêu hóa. Chúng ta hãy tạo thành một cái thói quen, có nghĩa là cứ khoảng tầm 3 tháng đến 5 tháng hoặc là 6 tháng chúng ta gì, chúng ta thanh lọc độc tố đường tiêu hóa một lần. Cho dù bằng cái giải pháp gì cũng được. Bằng bất kỳ một giải pháp gì cũng được, nhưng với điều kiện đó là giải pháp nó phải thật sự là an toàn. Nó phải an toàn và chúng ta hãy tìm cái giải pháp an toàn tuyệt đối. Và nếu như chúng ta tìm được một cái giải pháp là vừa an toàn lại vừa gì, lại vừa bảo vệ được sức khỏe của mình, lại khôi phục lại tình trạng sức khỏe của mình thì càng tốt hơn. Thì càng tốt hơn. Và thật ra là từ trước đến giờ thì Cường cũng chưa tìm. Từ trước đến gì đến giờ Cường trước đây ấy, cách đây khoảng tầm 2 năm về trước thôi. Thì Cường cũng chưa tìm ra một cái giải pháp gì mà nó vừa an toàn nhưng nó lại tuyệt đối được cả. Nhưng từ khi mà Cường tìm ra được một cái giải pháp của gì, của Thiền, sản phẩm của Đông Y Dưỡng Sinh, nó là kết hợp chỉ cần 2 sản phẩm thôi là Cường có thể đưa cái cặn bã ở trong đường tiêu hóa của Cường ra bên ngoài rồi. Nó rất đơn giản, nó rất nhanh và nó lại an toàn, nhưng đồng thời nó lại giúp cho cơ thể của mình một mục tiêu nhưng mà chúng rất nhiều đích. Nghĩa là nó vừa đưa được cặn bã ra bên ngoài nhưng đồng thời nó vừa khôi phục lại được cái lượng lợi khuẩn, đó là dùng Sirofox và trà. Sirofox và trà. Thế thì Cường cũng có một, làm một cái video nói về Sirofox và trà đấy. Thì gia đình nhà mình có, thì gia đình nhà mình cứ xem, Cường sẽ hướng dẫn kỹ ở đó ba cái sản phẩm để chúng ta có thể bảo vệ đường tiêu hóa chúng ta, đó là Sirofox, trà và chitosan. Sirofox, trà và chitosan nó sẽ giúp cho chúng ta đưa toàn bộ các độc tố đường tiêu hóa ra bên ngoài và khôi phục lại lượng lợi khuẩn và chống viêm, chống và khôi phục lại các vết loét trong đường tiêu hóa của chúng ta. Nếu như những ai có vấn đề về đại tràng thì chúng ta chỉ cần gì? Chỉ cần 3 sản phẩm đó thôi, 3 sản phẩm đó. Sau đó sau một khoảng thời gian 2-3 tháng sau thì chúng ta bổ sung thêm canxi để gì? Để cho cái ổn định lại cái nhu động của cơ trơn, là cái đường tiêu hóa của chúng ta sẽ tốt. Còn nếu như những ai bị dạ dày, thì chúng ta kết hợp thêm, đó là tảo xoáy nữa. Đấy, chúng ta kết hợp thêm tảo xoáy. Và chúng ta cần phải bảo vệ cái gan, cái cơ quan của mẹ.
Thế thì bây giờ cái gan ấy thì cái tảo xoáy với lại cái chitosan nó lại khôi phục lại cái chức năng gan, đặc biệt như tất cả những ai có vấn đề về men gan cao, mỡ gan, rồi gì, rồi viêm gan B, viêm gan C, kể cả như viêm gan A, thì cái chitosan với tảo xoáy đó là sự lựa chọn hoàn hảo, sự lựa chọn hoàn hảo. Đấy, bởi vì đấy là hai dòng sản phẩm rất tuyệt vời để gì, để giúp cho khôi phục lại cái chức năng gan. Như song song với đó thì đấy lại là hai dòng sản phẩm để gì, để khôi phục lại cái chức năng của tiêu hóa, đặc biệt những vấn đề về dạ dày và đại tràng. Đấy, chitosan và gì, và tảo xoáy. Thì kết hợp thêm trà với lại sidofox là để thanh lọc độc tố ở cái cặn bã ở cái đường tiêu hóa chúng ta đẩy ra bên ngoài. Như cái trà này, như cái trà này, ngày nào em Cường cũng 4 gói trà này, và đều như vậy gần 10 năm nay rồi, gần 10 năm nay đi bất kỳ nơi đâu đều có cái trà này. Và cái trà này nó là dòng phòng tốt nhất, nó cắt toàn bộ cái độc tố ở bên ngoài khi chúng ta ăn uống ở bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta hôm nay chúng ta ăn thức ăn nó có chất bảo quản, nó có thuốc trừ sâu ở trong đó, thì ngay lập tức chúng ta sẽ bị ngộ độc ngay. Nhưng mà khi chúng ta ăn xong, chúng ta uống trà này vào, chúng ta hoàn toàn yên tâm number one. Đấy, để bảo vệ cái tình trạng sức khỏe của mình một cách tuyệt vời nhất. Thế thì với cái giải pháp của Đông y dưỡng sinh ấy, thật ra thì trong cái diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay có quá nhiều anh chị em chúng ta đã đang sử dụng rồi. Và chúng ta rất nhiều người chúng ta đã khôi phục lại và bảo vệ được cái tình trạng sức khỏe của mình rồi. Kể cả như có các anh các chị mà có vấn đề về sức khỏe, về tiêu hóa, đặc biệt như là dạ dày rất lâu năm. Nhưng mà em Cường, cháu Cường tin rằng là chúng ta đang rất hạnh phúc và chúng ta đang rất là viên mãn, và chúng ta đang rất hài lòng với cái sức khỏe của mình hiện tại mà mình đang có. Và trong diễn đàn chúng ta ngày hôm nay cũng có rất nhiều các anh các chị là những người mới là nghe lần đầu tiên, thì em Cường tin rằng là gia đình nhà mình sẽ dành ra một chút thời gian để tìm hiểu thật kỹ, để gì, để bảo vệ, bảo dưỡng cái tình trạng sức khỏe của mình. Và điều đó là điều cam kết, bởi vì tất cả những video, tất cả những cái buổi nói chuyện của em Cường chỉ sau khoảng tầm vài 3-4-5 ngày thôi, thì ngay lập tức khi số lượng lượt xem của gia đình nhà mình nó sẽ lên khoảng tầm 10.000 lượt xem. Thế thì em Cường thấy rằng là sẽ có rất nhiều các anh các chị mới là lần đầu tiên cũng sẽ nghe những cái thông tin tuyệt vời về những cái giải pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Thế thì trong cái buổi tối ngày hôm nay thì nó có ít thời gian, cho nên thành thử ra là không nói kỹ được về cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Đấy, thế thì nếu như các anh các chị là những người mới mà nghe lần đầu tiên, thì hãy vào trang Facebook của em Cường và vào cái video nói về ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta nghe thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần thay đổi từng bước một. Chúng ta vội cũng không được, bởi vì thói quen mà. Thói quen vội cũng không được. Chúng ta cứ từng bước một làm như thế nào đó, trong vòng một tháng chúng ta thay đổi được cái thói quen đó. Thì Cường tin nếu như chúng ta mà thay đổi được thói quen thì đồng nghĩa chúng ta sẽ thay đổi thói quen của cả gia đình. Mà nếu như chúng ta thay đổi thói quen, nếu như chúng ta dành hẳn ra một tháng chúng ta tập để tạo thành một thói quen, sau đó chúng ta tạo ra một cái thói quen đó, đặc biệt như nếu như là chị em, các chị em, mà nếu như các chị em mà đã tạo thành được một thói quen, thì đồng nghĩa với việc là các chị em sẽ thay đổi được cái đồng hồ sinh học cho cả gia đình nhà mình, đặc biệt vấn đề về ăn uống ngủ nghỉ. Thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ phòng được cái tình trạng sức khỏe cho cả đại gia đình chúng ta rồi. Cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và cái điều đó mới là điều mà gì, mà hệ thống đào tạo hỗ trợ mong muốn, đó là cung cấp cho đại gia đình chúng ta những cái giải pháp tốt nhất để chúng ta có thể bảo vệ được tình trạng sức khỏe của mình một cách đơn giản nhất, để mình có thể trở thành bác sĩ của chính mình. Còn giải pháp của Đông y Dưỡng Sinh Tập đoàn Thiên, đó nó chỉ là một trong những giải pháp, rất nhiều những giải pháp để cho chúng ta lựa chọn ở ngoài thị trường thôi. Và ngày hôm nay thì em Cường cũng chỉ dành một chút thời gian ít thôi để nói về cái giải pháp, nó chỉ còn tầm 5-7 phút, gọi là chia sẻ thêm cho gia đình nhà mình có thêm những cái thông tin để chúng ta có được cái sự lựa chọn tốt nhất. Và đặc biệt nếu như các anh các chị mà chúng ta thật sự là quan tâm, chúng ta hãy tham khảo ý kiến của những anh chị mà chia sẻ chúng ta thông tin này ấy. Hoặc là các anh các chị đã gửi cho chúng ta những cái đường link, những cái buổi nói chuyện của em Cường, cũng như là buổi nói chuyện của rất nhiều các anh chị em ở trong hệ thống trợ giúp. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái cảm nhận rõ ràng nhất. Đấy, thì Cường tổng kết lại một chút là
chúng ta cần bảo vệ đường tiêu hóa của mình. Muốn bảo vệ và phòng cái đường tiêu hóa của mình thì cái đầu tiên đó là chúng ta phải gì? Chúng ta phải ngủ nghỉ khoa học, chúng ta phải ăn khoa học, chúng ta phải uống khoa học, chúng ta ngủ khoa học, và chúng ta gì? Chúng ta tập thể dục cũng phải khoa học. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải đào thải độc tố đường tiêu hóa của chúng ta. Định kỳ chúng ta phải thanh lọc độc tố đường tiêu hóa của chúng ta. Đấy, gia đình nhà mình chúng ta lưu ý. Và hàng ngày chúng ta phải có giải pháp để chúng ta gì? Để chúng ta bảo vệ, chúng ta phòng, ngăn ngừa toàn bộ tất cả các độc tố từ con đường ăn uống đưa vào cơ thể chúng ta. Bởi vì bây giờ ăn uống bây giờ thì rất nguy hiểm. Chúng ta không biết được cái gì nó là thật, cái gì nó là giả, cái gì nó sạch, cái gì nó không sạch cả. Cho nên rất khó để cho chúng ta lựa chọn. Chẳng qua là khuất mắt thì chúng ta không biết, thì là chúng ta hoàn toàn yên tâm thôi. Nhưng nếu như mà chúng ta giải pháp rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần một ngày đại gia đình chúng ta chỉ cần 3-4 gói trà, chúng ta pha vào một cái phích đại gia đình chúng ta cùng uống, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm để gì? Để ngăn ngừa, để bảo vệ sức khỏe chúng ta qua con đường ăn uống. Chúng ta hoàn toàn yên tâm. Đó. Còn những ai có vấn đề về tình trạng tiêu hóa thì chúng ta có giải quyết tập trung và chúng ta chữa tiêu hóa cũng không thể chữa được đâu. Mà nếu chúng ta bị mãn tính rồi thì chúng ta giải quyết bằng thuốc tây, chúng ta không giải quyết được nó mãi mãi được đâu. Mà đó nó chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Và chúng ta phải kết hợp cả hai. Đấy, chứ nếu chúng ta chỉ kết hợp một ý, thì chúng ta sẽ rất khó. Chúng ta chỉ giải quyết nó được một thời gian rất ngắn. Và muốn phục hồi lại được cái đường tiêu hóa của chúng ta thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải thanh lọc đường tiêu hóa là điều đương nhiên rồi. Cái thứ hai, chúng ta khôi phục lại lượng lợi khuẩn, là cái đó là điều đương nhiên. Nhưng cái thứ ba của chúng ta đó là chúng ta phải kiểm tra lại và chúng ta phải khôi phục lại cái chức năng gan của chúng ta. Và cái thứ tư nữa, để gì? Để ổn định lại tuyệt đối cái chức năng tiêu hóa của chúng ta, đó là chúng ta phải khôi phục lại cái cơ trơn. Mà chúng ta muốn khôi phục lại cơ trơn thì không còn cách nào khác, chỉ có mỗi một giải pháp duy nhất, đó là chúng ta phải gì? Chúng ta phải cung cấp cái vi lượng, cái khoáng tố, đó chính là khoáng tố canxi. Và canxi nó quyết định hoàn toàn cái cơ trơn ở trong gì? Trong đường tiêu hóa của chúng ta. Đấy, cho nên Cường tranh thủ một chút thời gian buổi tối thảo luận cùng với đại gia đình chúng ta, thì cũng hy vọng rằng là trong một cái khoảng thời gian nó rất là ít, thì cũng hy vọng là cũng mang lại cho đại gia đình nhà mình những cái thông tin. Và nếu như những cái thông tin này nó có giá trị thì anh chị em nhà mình có thể chia sẻ, có thể hướng dẫn cho nhiều người, để gì? Để anh chị em chúng ta cùng biết được những cái thông tin. Và đặc biệt là hệ thống trợ giúp có rất nhiều những cái buổi nói chuyện để cung cấp toàn bộ những cái thông tin về chăm sóc sức khỏe chủ động. Cho nên vào những cái cung giờ, ví dụ như là buổi sáng là vào 6:30, 6:40, buổi trưa là 12:30, buổi tối là 20:30, thì đại gia đình nhà mình chúng ta lưu ý tất cả những cái cung giờ này đều được truyền hình, đều được phát trực tiếp ở trên kênh Facebook. Thế cho nên là chúc đại gia đình chúng ta luôn luôn có một sức khỏe tốt nhất. Có gì thì có, chứ tuyệt đối không được có bệnh. Thế là được, đúng không ạ? Và thiếu gì thì thiếu, chứ không được thiếu tiền. Bởi vì tiền với gì? Tiền với sức khỏe luôn luôn song hành cùng với nhau, để mang lại cho chúng ta một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhất. Ok ạ? Hẹn gặp lại gia đình nhà mình vào buổi giao lưu ngày hôm sau.